Thưa quý vị, thời gian qua, các phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn cấp tốc triển khai chi trả gói hỗ trợ của Trung ương, thành phố và chuyển các phần quà, lương thực thực phẩm của các nhà tài trợ đến tay người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19 với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời. Phường Mỹ An là một trong hai địa phương có diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp của quận Ngũ Hành Sơn. Toàn phường có 143 F0, 228 F1, 742 F2 và 599 F liên quan. Ủy ban Nhân dân phường đã thực hiện cách ly y tế với 15 vùng cách ly y tế và 5 vùng phong tỏa mềm. Ngay trong những ngày giãn cách xã hội, phường đã hình thành ban điều hành khu dân cư và 75 tổ dân phố đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân, cấp phát kịp thời các gói chính sách hỗ trợ của thành phố, của Trung ương, chuyển kịp thời nguồn tiền, hàng hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đến với bà con vùng cách ly y tế, hộ nghèo, hộ chính sách và các sinh viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Đối với các cái mặt hàng rau củ quả mà được thành phố và quận hỗ trợ thì chúng tôi đã tổ chức và thiết lập một cái đội vận chuyển trực tiếp đến cho các ban điều hành. Từ đó các ban điều hành nhận và coi như phân phối trực tiếp cho từng hộ gia đình, đảm bảo được cái việc là hàng hóa được tươi ngon cho bà con sử dụng. Riêng đối với những cái hàng hóa coi như là nhu yếu phẩm mà đạt được các cái tổ chức cá nhân hỗ trợ theo qua cái kênh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc năm phường thì chúng tôi cũng tổ chức phân phối lại đối với lại bà con nhân dân trong các cái vùng phong tỏa cách ly y tế, đặc biệt được quan tâm hơn, và những cái hộ dân khó khăn khác trên địa bàn phường cũng được đảm bảo là đúng người và coi như đúng đối tượng. Dù đang giãn cách xã hội, song với tinh thần linh hoạt vượt khó, phường Hòa Hải đã kích hoạt toàn bộ hệ thống chính trị ở cơ sở để tiếp nhận nguồn hỗ trợ của quận, thành phố, ra soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ người dân, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội. Phần quà hỗ trợ cũng như là bằng hiện vật cũng như là bằng cái quy ra tiền mặt thì Ủy ban dân phường cũng đã chuyển đến tận tay các hộ dân trên toàn địa bàn của phường. Bên cạnh đó thì phường cũng đã chủ động liên hệ các cái đơn vị để cung cấp cái nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm cũng như là tổ chức các cái phiên chợ cung ứng những cái nhu hàng nhu yếu phẩm như là thịt, rau, củ quả để kịp thời cho bà con, để tránh cái trường hợp đó là bà con thiếu lương thực trong cái thời gian giãn cách vừa rồi. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, hơn 20 ngày thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của nhân dân. Với phương châm hỗ trợ người dân kịp thời, đúng đối tượng, không bỏ sót một ai, trong thời gian qua, quận và các phường đã chuyển kịp thời các nguồn hỗ trợ đến với người dân. Tính đến nay thì cái điều quận được hỗ trợ khoảng 36.000 xuất quà với giá trị khoảng trên 30 tỷ đồng. Đồng thời được sự hỗ trợ của tập đoàn Sun Group, công ty Thiên Trang cũng như tỉnh Lâm Đồng thì chúng tôi cũng hỗ trợ đến người dân trên địa bàn quận là 2.400 tấn rau củ quả các loại. Thực hiện kế hoạch 135 của ban nhân dân thành phố hỗ trợ những đối tượng mất việc làm do ảnh hưởng của giãn cách xã hội thì chúng tôi cũng hỗ trợ kịp thời đến 970 đối tượng với số tiền hơn 1 tỷ rưỡi đồng và 6.700 cái đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội, hộ gia đình có công cách mạng, có bệnh hiểm nghèo và đau ốm thường xuyên. Hiện nay, quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục chỉ đạo các phường tập trung rà soát, bổ sung danh sách các đối tượng hỗ trợ để việc hỗ trợ bảo đảm kịp thời nhằm thực hiện tốt phòng chống dịch, đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân vượt qua khó khăn. Chúng tôi cố gắng giữ vùng xanh và từng bước mở rộng vùng xanh để giãn cách, mở rộng giãn cách để phục hồi các sản xuất kinh doanh, để giải quyết việc làm cũng như tạo thu nhập cho đời sống người dân. Việc hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng khó khăn sẽ góp phần phục hồi, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định xã hội và bảo đảm đời sống người dân, nhất là những người đang tạm thời mất việc, lao động tự do không có việc làm.